8 năm với biết bao biến động, 8 năm với biết bao khó khăn thử thách, 8 năm là cả một hành trình dài. Một hành trình mà ở đó ghi dấu chân của bạn, của tôi, của chúng ta. Giai đoạn đầu, Pantado là một doanh nghiệp mới. Và với một cái trải nghiệm của một doanh nghiệp mới ấy, thì nó sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn. Và ngày đó chỉ có những người em, những người anh em đi theo để ủng hộ thôi. Và điều đấy là điều mà tôi cảm thấy rất là trân quý. Và một khó khăn nữa đó là giáo dục trực tuyến những năm đó còn rất mới. Khách hàng, phụ huynh, học sinh vẫn chưa có nhiều niềm tin và tính hiệu quả của nó. Rất khó khăn để thuyết phục một khách hàng tin tưởng, ký hợp đồng và thanh toán online để có thể tham gia sử dụng dịch vụ đào tạo tại Pantado thời kỳ đó. Qua thời gian cố gắng và nỗ lực không ngừng, Pantado đã từng bước chinh phục từng thành quả và có những dấu mốc đáng nhớ trên hành trình lan tỏa tri thức, dưỡng trí kiến quốc. Năm 2016, chính thức thành lập Pantado. Năm 2017, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp giữa Pantado với giáo viên và phụ huynh. Năm 2018, cán mốc 100 học viên đầu tiên. Năm 2019, bùng nổ quy mô học viên với gần 5.000 học viên, doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng. Năm 2020, vững vàng vượt qua đại dịch với doanh thu tăng trưởng 300% so với 2019. Thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả khi là cầu nối trong các hoạt động giáo dục, đảm bảo việc học tập của học sinh được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn trong mùa dịch. Năm 2021, đạt hơn 10.000 học viên active, doanh thu lần đầu hơn 40 tỷ đồng. Năm 2022, tổ chức hàng loạt sự kiện để nâng cao nhận diện thương hiệu như cuộc thi Super Kids, sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thầy cô hạnh phúc, tổ chức các lớp học cộng đồng kết hợp với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp. Năm 2023, tích hợp trí tuệ cảm xúc EQ vào trong các khóa học tiếng Anh cho trẻ em để trở thành đơn vị giáo dục đầu tiên và duy nhất làm được điều này trên thị trường khóa học tiếng Anh. Để nói về những điều mà tự hào nhất trong hành trình 8 năm vừa rồi, và Pantado hiện nay đã có rất nhiều người, những người anh, người chị, người em với mức độ chuyên nghiệp cao cùng nhau để tạo ra một Pantado hoàn thiện như bây giờ. Với Pantado, mỗi viên gạch vững chãi đầu tiên đều là nấc thang để xây dựng một Pantado đầy sáng tạo, quyết tâm và luôn hướng về phía trước để trở thành một hệ sinh thái giáo dục toàn diện cho trẻ em trong và ngoài nước. Với tầm nhìn hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục và đào tạo, tạo dựng môi trường học tập trí tuệ hạnh phúc, xây dựng văn hóa công ty đoàn kết thành công hạnh phúc. Từ chương trình tiếng Anh trực tuyến 1-1 đã được nâng cấp thành chương trình tiếng Anh 1-1 tích hợp với đào tạo phát triển trí thông minh cảm xúc cho học viên, và rất tự hào đây là một chương trình đầu tiên ở tại Việt Nam. Tiếp đó chúng ta đã có thêm người anh em Hai Thóc là chương trình đào tạo tiếng Anh 1-1 nhưng dành cho phân khúc học viên có trình độ đầu vào cao và học 100% với giáo viên là người nước ngoài. Đặc biệt trong năm 2024, Pantado đã cho ra mắt sản phẩm mới về mảng sách. Như chúng ta đã có sản xuất thành công bộ sách mùa hè nhiệm màu ebook EQ, và sắp tới đây chúng ta sẽ cho ra mắt chương trình đào tạo tiền tiểu học. Đến thời điểm này mình đã làm qua rất nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhiều công ty, nhiều nhà trường. Có những nơi thì mình sẽ đặt cả trái tim của mình ở đó, và Pantado là một trong những nơi như vậy. Mình đến với Pantado một cách hết sức là tình cờ. Bây giờ ngồi nhìn lại cũng không tưởng tượng rằng là đã đi với nhau một con đường dài, xa và đẹp đẽ đến như vậy. Ở Pantado, mình đã gặp được rất nhiều người mà mình thương mến. Ở Pantado, mình đã được làm công việc mà mình yêu thích. Ở Pantado, những ý tưởng của mình, những dự định của mình đều được chắp cánh. Và điều đặc biệt hơn nữa là ở Pantado, mình nhận được tất cả những trái tim ấm áp của mọi người. Và có một nỗi niềm riêng nữa mà chắc là chỉ có Pantado mới có. Đấy chính là ở Pantado, mình và Nam được cùng song hành làm việc với nhau trong một môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp và thân thiện. Sau gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Pantado luôn đi đầu trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh trực tuyến một thầy một trò. Đến nay, Pantado đã phát triển thành công 3 dòng sản phẩm Pantado, Hai Thóc và sách trẻ em, đồng hành cùng hơn 30.000 học viên trên khắp cả nước. Đội ngũ giáo viên trực tuyến tại Pantado đã lên đến hơn 1.000 người đến từ Việt Nam và Philippines. Hàng nghìn học viên sau khi học xong đã tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, đạt điểm cao trong các kỳ thi trên trường, đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn, đại học top đầu, chinh phục thành công các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, IELTS, TOEIC, mở ra một tương lai tươi sáng cho mọi trẻ em Việt Nam đều thành thạo ngoại ngữ.
Hi everyone. I just wanted to make this video to say how much I've appreciated and enjoyed working with Pantado over the past year. It has been such a wonderful journey, and it's been such a pleasure to be able to meet so many wonderful students and teachers, as well as all of the staff members at Pantado. Everyone is so committed to learning the English language, and I'm such a fan of Pantado's pedagogical strategies, your learning platform, as well as the ways in which you have really tried to connect on a personal level with all of your students. So on that note, happy birthday, Pantado. It's been such a joy working with you. Congratulations on your 8th-year-old birthday. Ngay từ những ngày đầu tiên khi mình đến với Pan, mình đã cảm nhận đây là một môi trường rất là trẻ trung và năng động. Cảm giác như kiểu người không tuổi vậy ạ. Và đến bây giờ khi mà đã trải qua 8 năm rồi thì mọi người vẫn luôn giữ được một cái tinh thần nhiệt huyết như thế. Mình biết là trong quá trình mà Pantado hoạt động thì đã gặp những cái sự khó khăn. Nhưng bên cạnh những khó khăn đó thì chúng mình không chùn bước mà chúng mình sẽ luôn nghĩ ra những cái giải pháp để làm sao cho thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh. Và đồng thời luôn làm mới bản thân để có thể là tạo ra thật nhiều những cái giá trị hữu ích cho cộng đồng. Sinh nhật lần thứ 8 của Pantado, thay mặt cho tập thể sư phạm trường liên cấp Amalaki Hải Dương, xin gửi tới quý công ty, quý đối tác lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất. Chúc cho Pantado sẽ tiếp tục hành trình phát triển của mình để trở thành một trong những đối tác tin cậy của Amalaki Hải Dương và còn được nhân rộng ra toàn quốc. Someone who has been part of the Pantado team for years now, I've had the privilege of witnessing the company's growth and success. It's been an incredible journey to see the strides we've made together and to be part of this dynamic team. I wanted to take this opportunity to wish Pantado a very happy anniversary. Thank you for welcoming Filipino teachers and providing a valuable opportunity to both teach and learn about Vietnamese culture. Và tính đến nay thì bạn nhỏ nhà mình đã theo học cùng với các thầy cô tại Pantado được hơn 1 năm rồi. Mình nhận thấy là bạn ấy rất hào hứng, yêu thích các tiết học cùng với các thầy cô, đồng thời có thái độ nghiêm túc, tự giác làm những bài tập về nhà cũng như là việc thực hiện các nhiệm vụ học tập trong tiết học. Mình rất vui và nhận thấy rằng mình có một sự lựa chọn rất đúng đắn khi lựa chọn Pantado để đồng hành học tiếng Anh cùng với con. Cuối cùng, mình xin phép gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Pantado nhân dịp sinh nhật 8 tuổi nhé. Hello everyone! After finishing 2 courses in Pantado, I found that the course provided me more than just language skills. It offered insights into the culture and history of English-speaking countries. This has broadened my worldview and made me more empathetic to different ways of thinking and living. Happy Pantado 8th birthday! Your passion for education and commitment to excellence have created a wonderful learning environment. Cheers to many more years of success and inspiration! Happy birthday, Pantado! Congratulations on another year of success and growth! We are proud to be part of your journey and excited for the future ahead. We love Pantado! Chúc mừng sinh nhật Pantado 8 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Pantado 8 tuổi. Pantado đã bước qua 8 năm dài để chứng minh năng lực của bản thân. Sẽ còn rất nhiều những khó khăn thử thách trong tương lai, nhưng bằng sự cố gắng và nỗ lực, Pantado sẽ không ngừng lớn mạnh để trở thành đơn vị giáo dục hàng đầu trong nước và khu vực. Hướng đến các cột mốc lớn hơn như 10 năm, 15 năm, 20 năm thành lập để phụng sự chung vào sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà và giúp các em học sinh Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu. Pantado quyết tâm gieo trồng những hạt mầm tri thức để gặt hái những thành quả cho phụ huynh và học sinh Việt Nam ngày càng giỏi ngoại ngữ, thông minh và phát triển toàn diện hơn. Pantado, gieo tri thức, gặt thành công.